Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay mình đã về quê của mình ở Mỹ Tho, trở về cái ngôi nhà thân thương, ngôi nhà mà mình mơ ước trở về quê hương, có được một cái cuộc sống yên bình ở tổ quốc, nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục. Ao nhà. Ok. Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn, anh chị các bạn. Cuộc sống xứ người bôn ba rồi đâu cũng vào đấy, nhưng mà ở quê hương rất là đẹp, rất là tuyệt vời, cuộc sống thanh bình đấy. Các bạn thấy đây là ở quê nhà, mình trở về với ngôi nhà mà mình đã dựng nên cho đến ngày hôm nay, nơi mà ngôi nhà ước mơ đấy. Ở quê của mình đây, các bạn thấy đất nước, quê hương, phát đổi mới, phát triển, cuộc sống. Nếu mình biết tận dụng cái cơ hội và cuộc sống để mưu sinh, thì mình sẽ có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vui vẻ, yên bình. Không đâu ở bằng quê hương, chị các bạn. Dù có đi ra xứ người ta kiếm được tiền, nhưng mà những cái quốc gia phát triển, nó cuộc sống của nó rất là lao lực, làm tất tần tật, mưu sinh đủ kiểu đủ cách, nhưng rồi đâu nó cũng vào đó. Mà trở về với quê hương của mình là chùm khế ngọt cho ta trèo hải mỗi ngày. Đây là thành quả mà mình đã xây dựng lên được ở quê nhà, và mình sẽ tiếp tục phấn đấu trong những ngày tháng kế tiếp để vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Ngôi nhà của mình đây, còn ở nơi khác là mình đang khai quang thực hiện chính sách ưu đãi của Bác và Đảng, để mình khai quang và xây dựng vùng kinh tế mới. Khi mình khai quang xong thì mình cũng sẽ cất lên một cái ngôi nhà nữa đấy, gọi là ngôi nhà nông thôn đấy. Hôm nay mình like, mình khoe với quý vị, những người anh em, để cùng nhau mà thấy được cái sự phát triển ở quê nhà và cái cuộc sống mình trở về với quê hương mà mình phấn đấu và có được như ngày hôm nay, cũng nhờ ơn Bác và Đảng, nhờ ơn những người đã hy sinh và nằm xuống cho quê hương đất nước mà chúng ta có được một đất nước yên bình như ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời phải không anh chị em các bạn? Cho nên chúng ta phải cùng chung tay nhau chống lại những luận điệu xuyên tạc, để vạch mặt những cái thế thực chống phá đất nước, nó xuyên tạc ngày và đêm những thành phần như Việt Tân, cái đám chống cộng cờ vàng ở hải ngoại, những thành phần khố gách áo ôm, khôn nhà dạy chợ, đầu đường xó chợ, cái đám đó chửi hoài không biết mệt. Các bạn thấy ở đây nó cũng là vùng ngoại ô của Mỹ Tho thôi, cách trung tâm thành phố khoảng khoảng 3 cây à, tôi nghĩ là vậy à. Đi chút xíu tới à. Bước bước ra ngoài đường chừng vài trăm mét là nhà chợ búa rồi buôn bán sầm uất lắm. Khu trung tâm thành chánh Mỹ Tho cũng sát bên này, mà mình ở giáp ranh với cái vùng ngoại ô, giáp ranh với lại nó thuộc xã nhưng mà nó giáp ranh,
với lại thành phố, cho nên muốn đi ăn uống hay là những cái tiện ích xã hội thì nói chung là nó cũng gần, không có đến nỗi xa quá. Các bạn thấy ở quê nhà cuộc sống tuyệt vời ha, đi đâu cho đời mỏi mệt, trở về với quê hương là mình thấy nó sự yên bình nhất. Còn ở xứ người thì bôn ba lắm quý vị ơi. Nó không phải giống như những người gì mà tụi chống cộng xuyên tạc chống phá đất nước nó tuyên truyền đâu. Nó cho quý vị trong dân trong nước một số người không hiểu ăn cái bánh vẽ thôi, chứ sự thật nó rất là đau lòng. Họ tủi thân rồi họ bỏ quê hương đất nước đi, rồi họ làm lủi thủi cuộc sống ở xứ người thôi. Chứ tôi nói thật, tôi sống ở trên đất Mỹ mấy mươi năm tôi biết nó không đơn giản như những gì mà bọn Việt Tân, những thành phần mà chống cộng ở hải ngoại nó ra rả tối ngày, như cái đám mà như cái thằng khùng Trương Quốc Quy, rồi các bạn thấy cái thằng Lý Xà Phạm giờ cũng ê càng đó. Qua những cái mùa dịch đại dịch vừa rồi đã thấy cũng te tua rồi, rồi bây giờ thêm những lạm phát kinh tế khó khăn nữa. Nước Mỹ bây giờ người người nghèo thì lê lết ngoài đường phố. Các bạn thấy mô hình phúc lợi xã hội nó không đủ để đặng mà giải quyết những cái vấn nạn trong cái xã hội Mỹ, trong khi đó người dân Mỹ họ đóng thuế không phải như dân Việt Nam mình đóng đâu. Thì khi các bạn lên mạng các bạn bảo rằng tiền thuế của tôi thế này nọ, ông chính phủ Việt Nam ông nắm cái thằng có tóc, toàn là những tay mà đại gia mà đại tiểu đại thương rồi, mấy cái tay mà đại công ty lớn rồi đóng góp hàng nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ, cỡ như là tập đoàn VinFast, VinGroup, rồi Hoàng Anh Gia Lai, rồi những công ty mà có tên tuổi á, thì đem cái nguồn thu thuế về cho quốc gia rất là lớn. Còn đại đa số tôi nói chỉ có bạn dân phổ thông mình đổ xăng mình đóng thuế, hay mình mua đồ vô siêu thị thì mới đóng thuế. Nó chỉ là một cái phần nhỏ trách nhiệm của một người công dân thôi. Các bạn nghĩ thì ra đường cái đèn đường cháy, ai 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 đốt cái đèn đường đó, những cái hạ tầng cơ sở ai xây dựng lên, rồi những cái người nào hưởng, toàn là dân tiểu thương và dân lao động phổ thông hưởng hết. Các bạn thấy đường xá rồi xe cộ, những cái hạ tầng ở bên Mỹ nó lấy thế bạc mạng. Anh chạy chiếc xe Honda như tôi đã từng chia sẻ, bất cứ những cái mà động cơ nào mà lưu hành chạy ở trên đường phố là phải đóng thuế hàng năm, mà đóng thuế rất là lớn mạnh, chứ không phải là cho có giống như Việt Nam đâu. Các bạn thấy mà dân Việt Nam mình đại đa số tiểu thương mà dân lao động phổ thông, người ta đi xe Honda không à, xe máy. Còn ở bên Mỹ họ đi xe hơi, xe ô tô. Cái đường hẻo này có chút gì mà xe hơi cũng chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô rồi, tại nó gần thành phố. Cho nên cái gì cũng vậy, đất nước mình đang đổi mới và phát triển, đừng có nghe lời mấy cái đám chống cộng hải ngoại, tụi nó mất dạy lưu manh, nó xảo trá và bịp bợm, tụi nó toàn là cái quân ô hợp, nó yêu nước con khỉ khô gì. Tôi nói chị các bạn, ở xứ người đồng tiền bát gạo đi liền với khúc ruột, chứ không phải như quý vị nghĩ đâu. Còn ở Việt Nam cuộc sống con người ta nó không có bị quá khủng hoảng giống như ở ở những cái nước gia phát triển. Các bạn thấy Việt Nam bây giờ bữa nay là thứ bảy rồi, nó là bắt đầu người dân cho họ lo vui chơi sau tuần lễ họ làm việc đó. Và chứ không phải như ở Mỹ đâu, chơi chơi làm thì khi làm một ngày 7 tuần không có ngày nào biết chơi, muốn chơi thì phải đợi lễ hay là
có nghỉ lễ hay là nghỉ phép mới có dịp đi, chứ đâu phải như Việt Nam đâu. Làm rồi cuối đời rồi bệnh hoạn đau yếu rồi, rồi bắt đầu cái chị về quê hương cái đặng mà chị bệnh, các bạn thấy đó. Ra ngoài phi trường bây giờ hả, mấy cái phi trường quốc tế bên Mỹ rồi mấy người già ngồi xe lăn lăn về Việt Nam, tại vì ở Việt Nam đời sống thấp, chi phí thấp, cái gì nó cũng thấp hết. Về Việt Nam mướn ô xin giữ chăm sóc người lớn tuổi, còn ở bên Mỹ các bạn thấy những người lớn tuổi cù lăn cù lóc, con cái gia đình vợ con rồi ai cũng bận bịu, cái cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, khi chiếc đồng hồ quay là con người ta nó quay rồi các bạn thấy đi, chứ đâu phải như ở Việt Nam. Đấy, bây giờ những người già xa xứ bắt đầu họ lồm cồm họ trở về với quê hương đất mẹ Việt Nam luôn vang tay đón chào họ, dù trong quá khứ họ chống phá đất nước, nhưng mà Việt Nam các bạn thấy chính quyền nghị quyết 36 của Trung ương Đảng và chính sách ngoại giao của Đảng rất là ưu việt, luôn luôn mở rộng vòng tay đón những người con xa xứ trở về với dân tộc. Còn cái đám chống cộng ở hải ngoại thì cứ ngồi đó khóc khóc than suốt đấy. Cái lũ khô gắt áo ôm đó. Thôi thì mình dừng lại ở đây. À, xin chào quý bạn, xin các bạn trong diễn đàn lần nữa. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.